Diệp, học lớp 5A1 của trường tiểu học Minh Khai. Hôm nay em xin giới thiệu về cuốn sách mà em cực kỳ yêu thích. Trong mỗi chúng ta chắc chắn ai cũng có một tuổi thơ dữ dội, có chút bồng bột, có chút dại khờ và có tất cả những trò tinh nghịch, thậm chí đã để lại những hậu quả vô cùng đáng tiếc. Tuy nhiên, cái quan trọng là chúng ta phải vứt rút ra những bài học cho mình để sống mỗi ngày một tốt hơn. Theo em, chúng ta nên chăm chỉ đọc sách vì sách chính là người thầy, người bạn thân nhất. Thông qua những cuốn sách, những câu chuyện, ta sẽ nhìn được gì? Chính mình, nhìn thấy được mặt tốt và mặt xấu trong chính con người của mình. Trong rất nhiều tác giả viết sách thiếu nhi, em thích nhất là nhà văn Tô Hoài với tác phẩm Giấy Mạch Tiên Lâu Ký. Tác phẩm được coi là cuốn sách bỏ túi, để lại một dấu ấn vô cùng đậm nét trong tất cả các thế hệ học sinh. Ai cũng có một lần để sống, sống sao cho ý nghĩa, không thể hổ thẹn vì những năm tháng mình đã sống hoài, sống phí. Chỉ cần có khát vọng sống, khát vọng vươn lên, bạn sẽ đến sự không hoàn hảo trở nên hoàn hảo trong những năm tháng như chủ giấy mèn trong tác phẩm Giấy Mèn Thiêu Lâu Ký các bạn nhé. Vậy thông qua tác phẩm này, tác giả đã cho chúng ta biết được những bài học gì? Bài học đầu tiên đó chính là bài học về thái độ sống. Thông qua câu chuyện về chú dế mèn bướng bỉnh, kiêu ngạo và hung hăng hay đi bắt nạt người khác, dưới con mắt của dế mèn, dế chất chỉ là một kẻ yếu ớt, xấu xí, người lêu nghêu như gã nghiện thuốc phiện. Dế mèn luôn chê anh chàng này lười nhác, ngu dốt, hôi như cú mèo. Không chỉ có dế chất, dế mèn còn tỏ thái độ ngang ngược, hôn láo với chị Cốc. Dù mỗi lần trêu chị, chú đều rất sợ đến mức chơi tọt vào hàng, nhưng thái độ vô cùng thách thức thật. Mày ghé vỡ đầu mày ra cũng không chui nổ vào tổ tao đâu. Thậm chí dế mèn còn vô tình gây ra tai họa với người láng giềng, tội nghiệp bị chết thê thảm. Lời chăn chối của dế chất mãi là một bài học dành cho dế mèn và mọi người. Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng phải mang bạn vào mình đấy. Đồng thời đó cũng là cách mà nhà văn Tô Hoài nhắc nhở mọi người phải sống biết mình, biết ta, có thái độ đúng mực. Đặc biệt khi phạm lỗi lầm, chúng ta phải ăn năn hối hận về những khuyết điểm của mình trong cuộc sống. Bài học tiếp theo đó chính là bài học về tốt với những người xung quanh. Dế mèn từng là một anh chàng kiêu căng hậu hĩnh, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn của mèn vẫn luôn là người có tấm lòng nhân hậu. Cậu có tính thương người, chuyện bất bình chẳng tha. Trên đường về quê hương, dế mèn đã cứu giúp chị nhà trò, vốn bé nhỏ gầy gò nhút nhát. Cậu đã giúp chị xóa nợ và xóa bỏ hiềm khích, cùng với họ nhà nệm vui vẻ như xưa. Lòng tốt giữa người với người luôn quý giá, bởi sống là cho, đâu chỉ cho riêng mình. Bài học tiếp theo đó chính là bài học về đánh giá người khác. Trên chuyến hành trình của mình, dế mèn kết tình anh em cùng với dế chũi. Trước khi quen chũi, mình thường có ý xem thường đối với anh chàng dế chũi vì vẻ bề ngoài xấu xí, thô kệch của họ. Nhưng rồi, mình mới nhận ra đằng sau vẻ bề ngoài quê mùa đó là một người bạn tốt, giỏi võ, vui tính. Một bài học đắt giá cho mình đó chính là em hiểu rằng không nên xem vẻ bề ngoài của người khác mà coi thường. Một cách hồ đồ như vậy, đó là một bài học về đánh giá người khác, không phải từ vẻ bề ngoài mà là từ con người bên trong của họ. Bài học tiếp theo đó chính là bài học về tình bạn chân thành. Lúc chú bị mất tích, tưởng chú bị bọn trông chấu voi bắt làm tù binh, nhiều lần mẹ ngửa mặt vào trong bọn tên chú thảm thiết. Tình bạn phải qua biến cố, thử thách mới hiểu hết được nhau, và tình bạn sẽ hết lòng vì nhau. Nên đừng nên ích kỷ, sống cho mình. Cuộc sống nếu không có bạn bè thân thích thì luôn khiến người ta cảm thấy bị lẻ loi, cô độc. Bài học tiếp theo đó chính là bài học về ý thức kỷ luật và sự đoàn kết. Đó là bài học qua những chứng kiến bé nhỏ, cần cù, chăm chỉ, kiến rất có ý thức kỷ luật. Trong mỗi chi phái của kiến luôn được phân công những công việc khác nhau. Kiến gió chuyên nghề xây đắp, kiến lửa chuyên nghề xây lũy, kiến đen là công việc của một thám tử. Điều quan trọng học được ở kiến đó là tinh thần đoàn kết, luôn gắn bó với nhau, hỗ trợ nhau khi có kẻ thù. Trong cuộc sống, đừng bao giờ vì việc cá nhân mà ảnh hưởng đến lợi ích tập thể. Sống không phải chỉ cho riêng mình mà cho tất cả những người xung quanh nữa. Trong mỗi chúng ta, ai cũng có lúc giống như một chú dế mèn trẻ con, bồng bột, sai lầm, ích kỷ, vấp ngã. Nhưng rồi, chúng ta sẽ thay đổi và trưởng thành theo thời gian.
và những trải nghiệm trong cuộc sống. Dù nhà văn Tô Hoài đã vĩnh viễn đi xa, nhưng tác phẩm Giấy Mèn Khiêu Lưu Ký và những giá trị nhân văn của tác phẩm trong tác phẩm của ông sẽ sống mãi theo thời gian. Và đây là bài trình bày của em xin